hoa văn này là chị phải vẽ mẫu, cứ tới đâu thì mình vẽ tới đấy đúng không? Đỡ đau lưng ha. Đây một tấm như vậy là mình dệt một tháng đấy chị. Đẹp quá. Đen. Vô đây. Qua luôn. Ờ. Rồi vậy thôi. Đẹp một tiếng ông giờ quá. Với từng Phật rồi đó. Rồi đây rồi. Trời, cái gì má cái đường nó dày quá gì. Xấu quá. Rồi chạy chậm. Rồi. Rồi. Nhưng mà cái khúc đi xuống rồi nè. Đi mua lăng nhăng ngày xưa mỗi lần đi nước ngoài. Như hồi giờ tiếng vừa lúc. Cũng như là làm việc để tắt đi
Mẹ luôn đụng mẹ cái đâu ơi. Mới cảnh. Cứ đồng quê Vũ Ba Lê tắm biển kiểu gì cũng được. Cũng dùng được. Này mà quay hoàng hôn đẹp ha. Xong chưa? Đây. Em lấy cái mì trồng này. Rồi, một lỗ. Đó, bỏ mì đi. Bỏ đi. Bỏ đi. Đi bỏ. Một mì này cũng to lắm mà chùa đó. Bỏ đi. Rồi lấy chân dậm lại. Đây. Tôi cốt cho nó luôn. Rồi chị lại chị bỏ vô. Bỏ vô. Trời ơi. Rồi lên. Rồi con bước vô luôn. Rồi ngồi về một bên thôi. Quay mặt ra đây nè. Ngồi. Bao giờ thay? Cũng chặt cây đó, đang chặt cây á. À. Anh dự tính là thay mấy cái cây đây. Em cứ nhìn vô ngay giờ đây đó, thay hết cái đoạn đây. Làm lại cái cầu thang đó. Xe ra lộ cảnh tùm lum hết á. Đây đang tái diễn hồi xưa đó.
phó bí thư đảng ủy đó. Mày tụi mày làm việc tụi mày phải có lịch trình chứ. Tao phải ngồi tao nói ông nãy giờ đó, miễn ông quầu á. Mày muốn gặp mấy người đó đâu phải chuyện đơn giản đâu.